Mọi người nhìn kìa. Bạn cho tụi mình chơi chung nha. Không, cái này là nhà thơ nhúng của tụi mình mà. Nó bể rồi. Mình biết phải làm gì rồi. Cái này sẽ giúp tụi mình. Nó không xài được. Mấy bạn nam giúp tụi mình với. Tất nhiên. Mấy bạn nữ cho tụi mình chơi chung với. Không, chỉ con gái mới được chơi thôi. Đừng lo, tụi mình sẽ giúp mấy bạn. Bắt đầu nào. Đầu gối của mình đau quá. Mình sẽ giúp bạn. Cảm ơn nha. Tạm biệt. Mình mệt quá. Mình không còn năng lượng. Mình sẽ giúp bạn. Cảm ơn nha. Không có gì. Nóng quá à. Oh no. Mình sẽ giúp bạn. Ouch. Oh no. Tốt hơn rồi. Bạn ổn rồi. Cảm ơn bạn. Cảm chạy thôi. Sốt chết. Mọi người ơi, tới đây nè. Tụi mình cũng đang chơi picnic nè. Tụi mình là làm không được. Ok, đi nào. Nice.
chúng ta cùng chơi đá bóng trong lều nha. Ồ không, mấy bạn nam cần giúp kìa. Chờ một chút nha. Bắt đầu thôi. Cảm ơn mấy bạn nữ nha. Xe đẩy của mình. Tụi mình phải sửa nó. Đúng. Đừng lo lắng, tụi mình sẽ sửa nó.